Chiều ngày 17 tháng 6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa đối với vận đơn 738KUL44159846 trên chuyến bay mang số hiệu VN680 ngày 15 tháng 6 của Vietnam Airlines. Qua khám xét, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện 322 con vẹt. Theo giám định ban đầu của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, đây là loài vẹt lori đỏ, còn có tên là EOS bonia, được đề cập trong phụ lục 2 Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định được đối tượng vi phạm bởi người nhận trên vận đơn đã có công văn giải trình từ chối nhận hàng. Hiện tại, lô hàng động vật nêu trên đã bị tạm giữ và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Hà Nội chăm sóc, bảo quản và thực hiện kiểm định theo quy định.